chị Thúy Bình ơi, khá tuyệt vời chị ạ. À, chị có thể là review cho tất cả quý anh chị và khách hàng ở đây biết được là cái hồ bơi này tổ hợp gần 8 hồ bơi không chị? Đúng rồi, tổng 2 khách sạn Intercontinental đã hẹn hữu và Holiday Inn Resort là có tổng cộng những khu tiện ích và nội khu là có 8 hồ bơi tất cả. Đúng rồi chị, ở đây chị tòa nhà cao cao bên kia là Intercontinental. Intercontinental phải không? Và mình đang đứng tại một cái khách sạn rất là đẹp. Khách sạn là Holiday Inn Resort. Chính xác. Và xa hơn nữa là những cái hồ bơi khá đẹp, những cái tiểu cảnh và kết hợp hồ bơi tràn bờ nhìn trực diện về biển, khiến cho một cái không gian ở đây luôn luôn là tươi xanh mát, lộng gió, và kết hợp với những cái kiến trúc tòa nhà và những cái cảnh đẹp và là khá tuyệt vời. Khi kiến mà trúc mình tòa nhà hiện đại, một bên là biển và những tiện ích nội khu, hồ bơi biển mặn và hồ bơi nước ngọt. Chuẩn chị ơi, em về đây thì em thích thú quá và chắc là em sẽ nghỉ dưỡng ở đây một thời gian nếu mà em có thể sắp xếp được thời gian. Chị cũng cảm nhận chị rất là thích ở đây, mặc dù là tư vấn cho những khách hàng của mình đã sở hữu ở đây và mình rất là mong muốn được cùng khách hàng để trải nghiệm những tiện ích tại cung tổ hợp của The Grand Hồ Tràm Chip. Quá đẹp chị ạ. Chắc ăn là chị em mình sẽ có cơ hội và chị em mình có thể giới thiệu đến quý khách hàng sở hữu ngay những cái sản phẩm này chị ạ. Quá đẹp đi, và ở đây chắc ăn sẽ là cơ hội đầu tư khá tuyệt vời cho quý chị nghĩ đến những cái dòng biệt thự biển và những condo detail tại biển này nha. Đúng rồi. Vậy thì còn trần dừ gì nữa phải không quý anh chị và khách hàng? Isora by Fusion giai đoạn 2 đang chờ đón những anh chị quý khách hàng đang sở hữu ở tại đây. Hãy liên hệ cùng với Phước Sửu và Thúy Bình nhé. Theo số hotline bên dưới, Phước Sửu và Thúy Bình cập nhật đầy đủ thông tin về dự án và đồng thời có những cái thông tin chính sách mở bán mới nhất, kịp thời cập nhật mới nhất về cái dự án này để cho quý anh chị lựa chọn làm một cái sản phẩm gọi là vừa đầu tư ở xin lời và những cái căn nhà dưỡng chăm sóc sức khỏe cho gia đình nhà mình và cũng là second home thứ hai và lại mang giá trị tăng trưởng về nguồn thu nhập cho chính quý anh chị khách hàng. Xin chào và hẹn gặp lại.